Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 285. Có một cộng đoạn nhưng đọc cho quý vị nghe vì lợi ích của niệm Phật có thể chuyển hóa tế bào bệnh quý vị. Chuyên tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lại có thể chữa bệnh ung thư. Từ những công trình nghiên cứu về kết tinh của nước của tiến sĩ Giang Bổng Thắng, chúng ta có thể thấy đó là hoàn toàn sự thật và có cơ sở khoa học, chứ không phải là điều mê tín. Chuyên tâm cầu nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật thực sự có thể chuyển hóa căn bệnh ung thư. Chúng ta có thể thấy rõ ràng từ thí nghiệm về tinh thể nước rằng thiện niệm làm mọi thứ đẹp lên và ác niệm làm mọi thứ xấu đi. Hầu hết cơ thể người và mọi thứ khác trên thế giới này đều được cấu thành từ nước. Chính vì vậy thiện niệm của chúng ta có sức mạnh cải biến ngoại cảnh và thay đổi chính bản thân chúng ta. Rất là hay. Đây là nhà khoa học thí nghiệm đấy. Nên rất là nhiều người khi mang bệnh, họ mang một cái tâm trạng tiêu cực. Cái tâm trạng tiêu cực đó là họ giống như họ bị sụp đổ ấy. Họ rầu rĩ, họ lo âu rằng căn bệnh này và họ chết đi sẽ như thế nào đây. Rồi gia đình, bạn bè, mọi người, vợ chồng, con cái sẽ như thế nào đây. Sự nghiệp này sẽ chuyển biến như thế nào. Cái tâm của họ như bị sụp đổ, buồn rầu, lo sợ. Từ cái tâm này của họ mà làm cho căn bệnh của họ nó tăng lên thêm, và họ đi vào cái chết càng gần gũi. Và khi họ chết đa phần là đi đọ. Mang một cái tâm tiêu cực đó chết phần nhiều đi đọ. Trong quyển sách này cũng có nêu lên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm chú Đại Bi. Nhưng những đức di đọc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Vì những đức thường khuyến vị niệm Phật. Nên những đức là thích đưa một tiêu chuẩn thôi. Nó cũng đều lợi ích. Nhưng đưa một tiêu chuẩn nào mình vừa có thể niệm lợi ích mà mình cũng vừa có một cái tâm cầu giải thoát luôn. Có nghĩa là những đức chọn hai phương hướng cùng mục tiêu. Đó là vừa niệm Phật có thể lợi ích cho bản thân khi còn sống, và cũng vừa tích nguyện niệm Phật mà cầu giải thoát luôn. Còn đa phần thì người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và trì chú Đại Bi thì cầu cảm ứng, đa phần như vậy. Và chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng có cảm ứng, không khác gì đâu quý vị. Nhưng mà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm cầu giải thoát của chúng ta chắc chắn mạnh hơn. Nên những đức đọc lược văn tự chuẩn cho quý vị mục tiêu luôn. Đó là như vậy. Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, mỗi ngày mà niệm một cái danh hiệu thiện này sẽ giúp cho nước cơ thể chúng ta càng ngày càng tốt. Nước cơ thể chúng ta càng ngày càng cực kỳ tốt. Mà nước cơ thể chúng ta đã tốt thì hình tướng chúng ta cũng sẽ tốt. Một con người mang bệnh ung thư hay bất cứ một căn bệnh gì, chỉ cần họ nghe được Phật Pháp, họ cởi mở tâm tư, họ niệm danh hiệu Phật, những ngày tháng còn lại của mình, dù là ngày mai mình có chết đi, nhưng hôm nay mình vẫn sống những ngày tháng đặc biệt, tươi đẹp, vui vẻ, sống tốt đẹp, lành mạnh.
Đừng có khi mình vừa mang bệnh là tâm trạng bị sụp đổ, nghĩ như mọi vật xung quanh mình đều ruồng bỏ mình á. Hoặc có những người khi mang bệnh một cái tức tối lên, câu có lên, đập đồ, tức giận, không chịu đựng được cái cảnh đó, và họ muốn kết liễu cuộc đời liền. Hoặc họ bị mất mát một cái việc gì đó, họ bị bỏ rơi gì đó, họ bị giật của gì đó, thì bản thân của họ muốn kết liễu cuộc đời và tự tử chết đi. Có những người thì cờ bạc, cá độ đá banh, thua hết tiền bạc lại nhảy lầu tự tử chết. Con người lại không biết thân mạng chân quý hơn tất cả mọi thứ. Họ không biết được thân mạng chân quý hơn tất cả mọi thứ. Họ lại đem cái thứ vật dụng ở cái cuộc đời này mà đặt lên bàn cân lại nặng hơn thân mạng họ. Nhiều người cũng có học vị, có trình độ mà lại đi vào tiêu cực như vậy. Họ không biết thân mạng này là chân quý nhất, còn mạng là còn tất cả. Nên có người khi học Phật là đặc biệt tuyệt vời nhất. Phật Pháp xin thưa quý vị, rất là xác thực, rất là gần gũi. Hôm qua những đứa gặp một gia đình, gia đình này bên Mỹ về. Khi nói chuyện thì những đứa thấy người vợ cũng hiểu Phật Pháp, mà hiểu qua cái chiều hướng gì quý vị biết không? Văn tự. Người chồng cũng hiểu Phật Pháp, cũng hiểu về văn tự, ít hơn vợ. Vợ thì hiểu văn tự nhiều hơn. Nhìn vào đứa con thì nhìn đứa con nặng nề, căng thẳng. Tuy là xa lạ, những đứa chưa từng biết họ, nhưng khi đối thoại nói chuyện, những đứa nhìn đứa con có vấn đề. Thì người phụ nữ hỏi những đứa một câu: dạ thưa thầy, thầy tu học như vậy thì có áp dụng văn tư tu không thầy? Như Đức trả lời, như Đức nói: như Đức không biết gì tất cả. Như Đức chỉ cảm nhận được rằng mười mấy năm nay như Đức học Phật, càng học càng thấy thoải mái, vui vẻ, an lạc, tự tại. Niệm Phật rất là trôi chảy, nhẹ nhàng. Tất cả người gặp mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Mình gặp người ta cũng cảm thấy thoải mái, không buồn giận ai để trong tâm, không nặng nề gì hết. Nếu nó nói một câu thôi, nó đánh thẳng vào trọng tâm luôn quý vị, vào trọng tâm của gia đình này luôn. Tuy gia đình này có 2-3 người thôi, nhưng nó lại là thảm kịch của gia đình. Khi nói chuyện chút mới lòi ra là gia đình này là thảm kịch của gia đình. Bởi vì quý vị như ta coi, có khi biết văn tự rất nhiều, nghe rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng lại không biết áp dụng chỗ nào là rõ ràng. Khi gặp người là muốn đưa cái điều mình hiểu biết văn tự ra. Trong khi mình học Phật mà một việc một đứa con thôi mình giải quyết chưa xong. Khi nói chuyện với hai chồng xong, hai chồng rất là cảm ơn. Khi con gặp thầy, con gặt hái được rất nhiều sự lợi ích đơn giản bình dị. Xong khi chào hỏi xong thì hai vợ chồng hỏi đứa thằng con trai rằng: con có gì nói chuyện với thầy hay không? Thằng con trai nói rằng: ba mẹ đi ra ngoài trước, con muốn nói chuyện riêng với thầy. Thì khi ngồi nói chuyện với thằng con trai, Đức mới hiểu ra cái gia đình này vô cùng có nhiều việc lu bu. Người con trai nói: mẹ con hoàn toàn áp đặt con, mẹ con cái gì cũng cho rằng mẹ con là đúng, mẹ con áp đặt hết, con cái gì cũng là không được nói gì hết, cái gì mẹ đưa ra là đúng hết, còn con không có cái gì là của con hiểu biết hết. Đứa con nó không chấp nhận điều đó, áp lực nó không nói ra được. Nó nói những đứa câu rằng: con là chuẩn bị tự chết đó thầy, chuẩn bị tự chết. Nếu con mà không hiểu được cái việc tự tử là có tội rất lớn thì con đã tự chết. Con sống trong một gia đình thì con cảm thấy quá nặng nề, cực kỳ nặng nề luôn. Dù gia đình con có điều kiện tiền bạc vật chất đầy đủ, nhưng con rất nặng nề sống trong cái gia đình này.
Khi những đức nghe rồi những đức đổ vỡ, thế vị coi không? Cái vị học Phật pháp vì hiểu biết rất nhiều văn tự, lại một người trong gia đình cái vị không giải tỏa được, không giải tỏa được, không ngồi lại để lắng nghe tâm sự người ta, không ngồi lại lắng nghe tâm sự của người ta. Nhiều người làm cha làm mẹ nghe qua câu này nên xem lại đi. Cái vị đừng bao giờ cho rằng con cái vị là một đứa bé lúc cái vị còn ẵm trên tay, mà nó đã trưởng thành, nó lớn lên mười mấy tuổi, 20 tuổi. Vì đừng bao giờ cho rằng nó cái gì cũng không biết trong vòng tay bảo bọc của quý vị, rồi tương lai quý vị chết đi nó sống sao đây. Người làm cha làm mẹ thương con, người ta chẳng cần khều chay tay con quý vị đã không chịu. Quý vị làm sao để cho con quý vị trưởng thành đây? Thằng con trai nói một câu với mẹ, khi mà nói chuyện với thằng con trai xong hết, những đứa nói gì thì con ra con kêu cha mẹ con vô, có thầy ngồi đây con trực tiếp con nói rõ ràng đi, để cho cha mẹ con có sự cải cách lại. Chứ nếu không đứa bé này tội nghiệp, 20 tuổi nó mang tâm này, chắc nó sẽ bị điên, tội nghiệp đó. Nên mình giúp được một người mình nên chân thật giúp. Kêu cha mẹ vô, trước mặt cha mẹ đứa con nói rằng con rất là áp lực, rất nặng nề, bất cứ cái gì trong gia đình này con cũng bị áp lực. Bây giờ con nói thật, tất cả những gì mẹ làm với con là mẹ thương con. Mẹ dù ai làm chày tay chày chân con cái, mẹ cũng binh con không giờ được điều đó. Nhưng con mong mẹ hãy để cho con như vậy đi, thà như vậy con còn cảm thấy hạnh phúc hơn là mẹ quá bảo vệ con. Quý vị thấy có những đứa con nít nó là ý nghĩ như vậy, quý vị, nó cho nó được có sự tự do một chút. Nếu không nó bị áp lực, đi vào căng thẳng, điên cuồng và kết liễu cuộc đời, tự tử chết. Tất cả những người làm cha làm mẹ bây giờ nên xem lại chỗ này. Nếu mình là người nghe Phật pháp hiểu sâu nhân quả, đã hiểu sâu nhân quả rồi vậy thì con mình tất cả việc gì cũng là nhân quả. Sự trưởng thành, thành công hay thất bại của con mình nó đều có cái phước duyên của nó. Chúng ta hãy bảo vệ nó về một cái phạm vi nào thôi, đừng nên quá áp lực nó. Vậy thì đặc biệt cho đứa con này, Như Đức từ khi còn nhỏ, mẹ mất sớm, những đứa bị bỏ lăn, bỏ lóc, bỏ thí, bỏ đại, ai quan tâm những đứa nhiều? Cha thì cũng thương, nhưng mà mình là người nghèo, khổ, mình cực chứ. Nhưng con người ta lại trưởng thành đến một ngày nào tới 29 tuổi, những đứa lại gặp Phật pháp. Bây giờ những đứa lại hướng dẫn Phật pháp cho bao nhiêu con người được nghe, những đứa làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị coi, cái nhân duyên của con người đưa đẩy mình cũng không ngờ được quý vị. Hiểu được nguyên lý này thì tất cả những người làm cha làm mẹ hãy sống những ngày tháng của cuộc đời mình làm cha làm mẹ cho đặc biệt đi. Học Phật pháp sống vui vẻ, tự tại. Đừng nên đặt nặng vấn đề là bản thân mình là phải sắp xếp cho con. Cái gì mình cũng sắp xếp cho con để con mình sau này sung sướng, không khổ như mình. Tiếp tục quý vị làm cái khổ cho bản thân quý vị. Không hiểu. Cùng thờ những đức, bạn đồng lứa đều khá, đều học giỏi những đức. Bây giờ bạn những đức đều khổ hơn những đức. Cha mẹ nào cũng sắp xếp. Còn nhà những đức nghèo quá, ba những đức không biết sắp xếp làm sao. Cứ tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn. Không ngờ ngày hôm nay những đức đi tu, đi xuất gia lại làm được nhiều việc như vậy. Những đức bản thân mình còn không ngờ. Nên những đức hoàn toàn tin sâu nhân quả. Có những con người bây giờ họ rất hư, nhưng mai mốt họ rất là đúng, rất là tốt. Có những con người lúc còn nhỏ họ rất ngoan, rất tốt, nhưng lớn lên họ rất là hư. Có không? Có mà. Tất cả những người làm cha làm mẹ hãy thoáng một chút để bản thân mình được nhẹ nhàng. Hãy làm tấm gương làm cha làm mẹ để con học theo. Cha mẹ tôi sống rất an vui, rất tự tại, không nặng nề vì việc giàu sang của con tôi sau này. Lúc đời của cha mẹ cơm ăn áo bận, cuộc sống ổn định, vậy là được rồi. Không cần nặng nề về con sau này cái việc phải để lại cho con nhiều quá. Con mình lại có năng lực gánh sinh cao, có góc độ nhìn về cha mẹ mà sống ngày tháng biết đủ thường vui. Có phước thì tự nhiên có phần, không cần nó cũng có. Không có phước thì không có phần, có đi giật giành cũng không được. Phải tin chỗ này thì tất cả những người làm cha làm mẹ quá đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn. Nhìn từ cái gia đình đó thôi, người phụ nữ hiểu biết Phật pháp rất là nhiều, hơn chồng luôn, hơn con. Người phụ nữ này những đức nghĩ cầm quyền gia đình, chồng không nói được. Khi ngồi nói chuyện,
cứ nói đâu không vào đâu. Nhưng chồng kêu im, ngưng, không ngưng, cứ nói hoài. Nhìn từ như vậy thôi là biết. Hiểu biết nhiều không áp dụng được. Rõ ràng không? Hiểu biết nhiều không áp dụng được quý vị. Nói những điều cao xa không? À, những điều nào là niệm Phật thì niệm có nhất tâm chưa? Hỏi những cái điều mà chính bản thân họ không làm được gì. Hỏi những cái văn tự mà đọc sách quý vị hiểu không? Mà không biết mình áp dụng làm sao. Những đức chỉ trả lời những câu. Từ khi tôi học Phật tới giờ tôi rất là vui, rất là tự tại. Tôi không buồn giận nào để trong tâm. Tôi không nặng nề bất cứ việc gì, nó đánh thẳng vào nội tâm luôn. Mục tiêu học Phật, mục tiêu niệm Phật, mục tiêu tụng kinh trì chú, bất cứ một môn học nào, một môn giáo lý nào cũng để cho chúng ta được sự an vui và tự tại, vì công nhận không? Vì nhất hay là không nhất gì, tự bản thân quý vị biết. Nói cao xa làm gì? Đừng có nói cao xa. Cái danh từ nhất tâm của niệm Phật mà Đại sư Thiện Đạo ngày dạy, nhất tâm bất loạn, một câu ai với Đạo Phật mà chân thật niệm cả đời không thay đổi là nhất tâm. Nghe ai nói gì cũng không dao động tâm, mình cứ niệm Phật là không loạn. Nhất tâm không loạn, người ta nói cái là nghe được liền, là áp dụng được liền. Còn mình đòi hỏi cái danh từ nhất tâm bất loạn là nó phải cái cảnh giới gì kìa, thì thua rồi. Không áp dụng được một cái gì cao xa quá mà, thấy không? Thì ngồi nói chuyện mình gặt hái được rất nhiều cái tư tưởng của những người trí thức mà không áp dụng được. Gia đình chỉ có 2-3 người thôi còn phiền não, không giải quyết được vấn đề, không chi nói chi cái chuyện cao xa mất công. Thấy rõ ràng luôn. Nên quý vị à, mình học Phật mình nên xác thực chút đi quý vị. Đừng có chạy theo văn tự, giống như học mà quá chạy theo thành tích. Vì coi gì sao trẻ em bây giờ không đặc biệt. Đi vô chùa mình dự khóa tu 2-3 tuần, các cháu đều gặp những đức nói một câu: dạ thưa thầy, con sai rồi thầy, con có lỗi thầy, những gì thầy dạy con rất là biết ơn thầy, con về con nhất định con sẽ cố gắng là người tốt, đặc biệt tốt. Thế vì coi nhiều cháu nhỏ đều gặp những đức nói như vậy. Nếu như mà các cháu này mà ở nhà đi học thêm thì chưa chắc nói được những điều đó, mà cháu nào cũng lên 4-5 kg, sáng sủa, lanh lẹ, hoạt bát. Thì coi những điều người ta dạy rất đơn giản mà lại có thành tích, có kết quả lớn như vậy. Còn có khi chạy tới thành tích, chạy tới học vị mà lại không bao giờ biết nói cái lời nói đó, mà người lại sơ sát cằn cỏi. Hôm qua những đức thấy cái gia đình mà có thằng cha 20 tuổi, nhìn mặt bơ phờ hết, cha mẹ vẫn không cảm nhận được con mình đang bị áp lực gì. Cái gì cũng muốn giúp con mình không, nhưng mà nhìn con mình thì sắp sửa chết tiêu. Thấy chưa? Từ cái góc độ nhìn này thôi thấy đúng rõ ràng. Học văn tự cao siêu, hiểu biết nhiều, gom nhặt đủ thứ bỏ vào tâm, không áp dụng được gì. Gặp người nào cũng toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không áp dụng được trong cuộc đời. Thất bại vô cùng. Thật tình quá thất bại. Còn thua một tên học lớp 3 niệm Phật 10 mấy năm, vô cùng vui vẻ tự tại, còn hướng dẫn được nhiều người. Ai gặp mình cũng vui. Những đứa qua chùa mới vui. Những đứa qua đại tùng lâm vui. Những đứa thăm các cụ già yếu, các cụ vui. Đi đến đâu người ta cũng cảm thấy vui. Điều mang thiện niệm đến với người ta. Điều nêu lên một câu Nam Mô với Đạo Phật, một câu ai Đạo Phật này mà ai cũng an lạc tự tại. Chúng ta có thể thấy rõ ràng từ thí nghiệm về tinh thể nước rằng thiện niệm làm mọi thứ đẹp lên và ác niệm làm mọi thứ xấu đi. Nhớ, thiện niệm có vật hiệu là thiện niệm nhất, ác niệm làm mọi thứ sẽ xấu đi. Trong một gia đình mà nặng nề câu có với nhau, gia đình không ai nghe ai hết, thì gia đình này là ác niệm nè. Còn trong gia đình mà hòa thuận được, vui vẻ, an lạc, có nụ cười, thì đây là thiện niệm nè. Bây giờ quý vị coi chùa người ta 3-4 điểm chùa 2000 người mà đi đâu cũng thấy vui, ai cũng cảm thấy bình an, phải thiện niệm không? Đại thiện. Nhớ đây là đại thiện. Hầu hết cơ thể người và mọi thứ khác trên thế giới này đều được cấu thành từ nước. Chính vì vậy thiện niệm của chúng ta có sức mạnh cả
cải biến ngoại cảnh và thay đổi chính bản thân chúng ta. Ung thư này kia chưa đáng gọi là chết đó quý vị, nhưng mà do có người tiêu cực mà chết. Bệnh đau chưa đáng sợ đó quý vị, nhưng do tiêu cực mà chết. Nghèo nàn đâu có đáng sợ đâu, nhưng mà cái tâm có người gì nặng về cái nghèo này quá mà khổ, bị bỏ rơi, bị mất mát bất cứ một cái gì chưa đáng gọi là khổ đâu, nhưng do mình quá tiếc, quá nặng nề nên mình trở thành khổ. Nên quý vị coi Phật pháp đơn giản vô cùng, giải tỏa hết những cái sự phiền não cho chúng ta trong cõi lòng, do chúng ta không nhìn thấu nên không buông xuống. Nhưng Đức từng nói những câu cực kỳ đơn giản luôn, tất cả những sự mất mát gì trong cuộc đời này, quý vị coi, đã nói cái câu mất mát, tại sao quý vị không nhìn ra nó đã mất mát? Quý vị còn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên để quý vị mất mát luôn bản thân hả? Làm gì chi à? Tất cả những sự mất mát gì trong cuộc đời này mình phải sống mà. Mà mình phải sống đặc biệt, phải sống cho tốt. Mình còn lại có thể có lại tất cả. Còn mình nặng nề khổ tâm, mình lại bị mất mát thêm cái nặng nề khổ tâm. Vật chất mất, nặng nề khổ tâm, tiếp tục mất nữa. Bệnh đau đó bệnh đau rồi, ung thư cũng ung thư rồi. Bây giờ quý vị lại buồn khổ sống với ung thư, thì quý vị thêm một căn bệnh buồn nữa. Ung thư chị chưa xong mà thêm một căn bệnh buồn vì ung thư. Nếu quý vị là người học Phật cỡ mở được, mình đã biết mình ung thư là từ buồn giận hận trách mà sanh ung thư. Như vậy thì bây giờ mình đã bị ung thư rồi, mình đã bị nặng nề bệnh hoạn rồi. Bây giờ mình phải cởi mở tâm tư để vui vẻ hoan hỷ tha thứ, khoan dung mà sống. Mang một cái tâm hoan hỷ vui vẻ khoan dung tha thứ. Đây là trị cái bệnh, trị cái nghiệp. Buồn giận hận trách, ích kỷ nhỏ mọn đố kỵ. Tâm khoan dung là trị cái bệnh đó. Nên quý vị chỉ cần hiểu được nguyên lý này, dù mình bệnh ung thư hay bệnh gì, hay bị bỏ rơi, hay bị bất cứ việc gì trong cuộc đời này, mình phải niệm Phật, mình phải vui để sống tiếp tục. Như vậy thì cơ hội trước mắt quý vị vẫn còn tồn tại tốt đẹp. Nhiều người nhìn mình còn ngưỡng mộ nữa, thấy đặc biệt. Quý vị hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị trong hoàn cảnh nào quý vị cũng có nụ cười, người ta sẽ rất ngưỡng mộ quý vị và thích đi theo quý vị. Vì sao? Chứ con mình này quá đặc biệt, trong hoàn cảnh nào cũng có nụ cười cả, trong hoàn cảnh nào cũng không bị nặng nề, quá đặc biệt rồi. Nên mọi người nghe như vậy quý vị thấy đặc biệt không? Nhận thức được kìa. Còn những người mà những đức nói mà văn tự phù phi, nghe không chấp nhận quý vị à, bản thân họ cứ không chấp nhận đi. Và những ngày tháng sống mặt nhăn nheo như con mèo, như con khỉ ăn ớt, không giải quyết được vấn đề gì hết. Nhà Đức từng nói những điều rất đơn giản. Tôi có trình độ gì tôi đi học Phật, tôi niệm Phật không mười mấy năm nay mà tôi làm được bao nhiêu chuyện. Quý vị hiểu biết văn tự làm bao nhiêu chuyện gì trong cuộc đời này. Bởi hôm qua nhà Đức gặp gia đình đó, nhà Đức nói cô cứ gom nhặt văn tự rất là nhiều, rồi cuối cùng cô thấy cô áp dụng được cái gì, điểm nào cô áp dụng. Những ví dụ như Đức rất đơn giản mà cho rằng mình thông minh cũng không hiểu. Nhà Đức nói một câu, cùng một thờ học Phật với tôi thì gầy dựng một nơ, giống như thí dụ gầy dựng một nơ đó là tôi cứ niệm Phật, giống như tôi đào giếng, tôi kiên nhẫn tôi đào cái giếng này, tôi kiên nhẫn tôi đào hoài. Còn bao nhiêu người cùng đào giếng với tôi thì họ đào mấy sủ mấy len thôi, thì họ thấy khô cằn không có nước, họ thấy chắc không có nước đâu, họ bỏ cuộc đi đào giếng khác. Cuối cùng họ đào khoảng cả 50 cái giếng không có nước. Tôi chỉ có một giếng tôi đào hoài, cuối cùng tôi lấy nước biển được. Lấy được nước biển thì lấy nước chăm sông. Còn họ không có nước là do gì? Bỏ cuộc đi đào tìm đến mức 50 cái giếng, 100 cái giếng, còn tôi đào một giếng có nước. Ví dụ đơn giản nhưng không đơn giản, cho mình học thức giảng không hiểu. Mười mấy năm nay như Đức học Phật là ít biết bao nhiêu mà nói, chỉ có một câu Phật hiệu là ít cực kỳ lớn luôn. Đây là điều xác thực 100%, hàng Phật tử phải công nhận điều này.
Có những người học Phật trước thời gian những đức nữa. Quý vị có kết quả lợi ích được như những đức không? Có những người nói rằng ô cái lợi ích này là cái lợi ích hiện đời thôi, giúp người ta tu, hướng dẫn người tu, nuôi người già này kia đâu. Nói mà cũng không hiểu. Vậy thì cái xác thực của quý vị lợi ích được cái gì? Không biết. Phải nhiếp tâm niệm Phật thì phải đạt công phu gì kìa. Vì có đạt được chưa? Chưa. Và việc thế gian hiện tại quý vị đang làm việc ý nghĩa này kia có làm được gì không? Không luôn. Cái gì quý vị cũng không được hết chứ. Người ta chỉ có một câu Phật hiệu, người ta niệm người ta an lạc tự tại vui vẻ. Phật pháp là cho người ta cái gì an lạc vui vẻ tự tại. Chân thật niệm Phật, chừng nào thọ mạng đến Phật trước mình, đòi hỏi cái gì cao xa? Những cái việc đơn giản xác thực là bản thân mình tu học, làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, đây là xác thực rồi, còn cái gì nữa? Muốn tìm văn tự gì? Đúng là phù phiếm. Đi coi, phù phiếm không được gì cả. Nên những đức nói hào tử mà nghe những đức nói chuyện, quý vị thấy xác thực không? Cực kỳ xác thực luôn. Những việc làm nào cũng hoàn toàn xác thực. Văn tự dễ hiểu, dễ nghe. Đó. Ví dụ quý vị, cái vụ giếng nước thôi quý vị, hãy nghe kỹ đi. Ví dụ giếng nước thôi quý vị, hãy nghe kỹ đi. Tại sao người học Phật nhiều người bỏ cuộc? Do đào đầu này mấy xuống len đi đào đầu khác đi đào 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 đi tìm, tìm quá trời tìm luôn. Còn quý vị đã chọn được mục tiêu, quý vị cố gắng đi. Gặp được tịnh độ, gặp được câu Phật hiệu, cứ chân thật mà niệm đi, như bản thân người đức mười mấy năm có kết quả rõ ràng, khỏi đi vòng do tâm quắc nữa. Mà người ta còn tự tìm về nữa chứ. Người ta ảo 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 ảo, người ta tìm về vì người ta được lợi ích mà, nên ta tìm về. Bây giờ phương pháp tu những đức đưa ra khắp nơi nơi người ta áp dụng luôn, cả trong chùa chiền người ta còn áp dụng luôn, gần chùa người ta cũng áp dụng tu luôn. Quý vị coi thấy rõ ràng câu Phật hiệu này thù thắng không? Nên từ nơi đó mà mình phải nhận thức như vậy thì mình mới tính nguyện kiên cố niệm Phật được. Còn mình mà không nhận thức như vậy là mình bỏ cuộc chắc chắn luôn. Mình bỏ cuộc liền. Nên phải gầy dựng tính nguyện mỗi ngày kìa. Nên bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia chưa hẳn là chết đâu quý vị. Đừng lo, đừng sợ. Hãy niệm Phật đi. Hãy sống vui đi, đừng nên tiêu cực. Ngày nay được sống, chúng ta hãy sống vui ngày nay đi. Chừng nào chết thì chết. Chúng ta mà sống như vậy thì quý vị vô cùng lạc quan. Quá tuyệt vời. Quý vị vui, quý vị niệm Phật, quý vị sống lành mạnh, quý vị ăn chay, quý vị phóng sanh, chưa hẳn vì chết. Có khi quý vị còn tiêu nghiệp, còn sống lại, còn thọ mạng mà đến, quý vị ra đi cũng tốt đẹp, lành mạnh, bình an. Ra đi rất bình an, nhớ. Nên mọi người phải nhận thức được. Phật pháp cho chúng ta được sự lợi ích quá lớn quý vị. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho mỗi một người gặp cái môn tịnh độ nên áp dụng xác thực nhất, đơn giản dễ hiểu nhất, áp dụng trong cuộc sống. Những ngày tháng sống khoan dung tha thứ, không bùi dặn ai để trong tâm, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thay đổi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.